Đây chúng ta tiếp tục nhé. Vừa nãy chúng ta là đang làm một mỗi người một ví dụ là có thể và một ví dụ là không thể, thì chúng ta làm ví dụ trước là có thể. Thì các bạn đã nghĩ được cái vấn đề có thể chưa? Mời bạn Trang làm cái có thể nào. Nè, mua sơn un tông lên han han su isoyo. Mua sơn un tông lên han su isoyo. Không, tức là em bản thân Trang nói là Trang có thể làm được việc gì chứ không phải Trang đi hỏi. Nè. Trang có thể làm được việc gì đấy, nó rõ ràng. Ví dụ Trang em có thể nấu ăn thì là Yori Hansui Soyo. Này. Trang lấy ví dụ khác nhé. Bí thế. Được. Em bản thân em có thể làm được việc gì ấy? Em có ăn được không? Em có ngủ được không? Em có đi được không? Em có uống được không? Bây giờ Trang muốn nói là như nào? Em muốn làm gì? Em có thể làm được cái gì? Em chẳng nghĩ ra được câu nào. Oh. Ví dụ này, em có thể uống bia. Những cái việc gì em có thể làm được ý? Em làm được việc gì thì em có thể làm được cái hành động đó. Em có thể ngủ, em có thể đi. Trời ơi. Sao không nghĩ ra nhỉ? Nào mời bạn Hiếu ạ. Bạn Hiếu. Em làm rồi. Yorihan Suisseo. Thầy giáo vừa lấy ví dụ xong thì hỏi nói làm gì nữa. Cái câu này em lấy ví dụ trước rồi tại thầy nhắc bạn Cho chết, ta. ai nói rồi. Thế bây giờ lấy ví dụ khác đi ạ. Mời Hiếu lấy ví dụ khác đi. Untung Han Ok, uốn tông han suy sale. Thế bây giờ mời bạn Ngọc có thể làm gì? Chúc cô Han su ý sale. Ngọc nói lại Ngọc ơi. Chúc cô Han su ít sale. Ok, chúc cô ăn suy sale. Đúng rồi bạn, em có thể đá bóng. Trang. Em có thể học được tiếng Hàn không? Có à, Hàn Quốc cơ công mô Han su Israel. Ok, thế em có thể ăn cơm được không? Trang. Em có thể ăn cơm thì em nói thế nào? Pháp phân mộc cơ mộc Mogul. ưng mộc ưng su Vâng. Israel. Nè, Pavel Mogul Suisseo. Ok. Em có thể uống được. Em có thể uống được 2 cốc bia. Nói như nào? Bia bia là gì đây? Metro. Michu có phải kệ à, Michu Ike là gì? Mét 2 cốc. Ike Đúng, tu. tu
sao tuke mét chu tuke bia hai cái á. À, cốc là chan mét chu tu chan cốc mét chu tu chan masi su isoi masi với thêm cái l bên dưới masi su masi masi su isoi isoi. Nào Trang đọc lại nè. Mechu, mechu han chan masin su isoyo. Em ở đây là hai, là tu. Mechu tu chan masin su isoyo. Ok. À, bạn Hiếu, bạn Hiếu, bạn bạn Hiếu rồi. Bạn Hiếu nói là tôi muốn mua, à tôi có thể mua được hai cái ô tô, nói thế nào? Tôi có thể mua được hai cái ô tô. Cha trong cha rừng. Tu hai cái ô tô là gì? Tu ô tô đơn vị tính là te. Tu te. Tu te. Tu te san suy sayo. San suy sayo, đúng rồi. Thế bây giờ tôi có thể mua được hai chai bia. Hai chai bia. Mét. Metrolin, tu chan, san suy sayo. Metro, tu biong, trời ơi, biong, đơn vị tính là biong là chai. Biong. Metro, tu biong, san suy sayo, san suy sayo. Được ạ? Các bạn đừng quên đơn vị tính, trời ơi. Mày. Đi mua bán này tại cái gì rồi? Còn nhớ tiền không? Đấy là cái mà các bạn có thể là có thể nhá. Thế bây giờ chúng ta sử dụng cái không thể thì chúng ta sẽ như thế nào? Không thể là sử dụng là hansu opta. Xin lỗi các bạn, tôi được nghe được. Ok. À, bây giờ mọi người có thể là mỗi người làm một câu là tôi không thể làm được việc gì không ạ? Tôi không thể làm được việc gì đó. À, bây giờ bạn Hiếu này, bạn Hiếu thử tôi không thể làm được việc gì. Mom apa sơ về xe ôn xuống xe ô. Hả? Mô mà phát xe. Mô mà phát xe. Về xe ôn xuống xe ô. Ok. Mô mì à phát xe vì là ốm cho nên là về xe. Đúng không? Ok. 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 Về xe ôn xuống xe ô. Không thể đến công ty được. Nhưng mà bạn Hiếu chú ý này nhé, ô tà là đến đúng không ạ? Đến tức là bạn phải ở đích rồi. Bạn Hiếu hiểu chưa? Thế là phải dùng thì quá khứ. Phải dùng là ca. Ca. Ừ. Em nói không đến công ty được. Nhưng mà nếu mà là em ở công ty ấy, em bảo người khác là đến công ty đi thì em dùng ô là đúng. Được chưa? Ví dụ em nói với sếp em là
Em nói xin em gọi bạn Ngọc đi làm chẳng hạn. Nhưng bạn Ngọc là vì là bà bị bạn Ngọc ốm nên bạn Ngọc không đến công ty được. Khi đó em ở công ty em nói với sếp là ok. Nhưng bản thân em là người ốm, em ở nhà, em phải nói là ca. Bởi vì em đã đến đâu ạ? Nè. Mình không ở đích cho nên không dùng ô được nhá. Nè. Các bạn hiểu cái chữ K và O chưa ạ? O khi mình là ở nơi đến, ở phía đích rồi. Nha. Cho nên khi bản thân mình nói, chỉ khi mà mình nói với người khác, bảo người khác đến thì mình mới dùng O. Còn bản thân mình mà chưa đến chỗ đó thì mình sẽ dùng K. Nha. Cái này tôi tưởng là giải thích với bạn Hiếu nhiều lần rồi đấy. Tôi lấy ví dụ là đi Thái Bình hay các thứ đấy nhá. Yeah. Ví dụ tôi bảo là hôm nay tôi ốm, tôi không đi Thái Bình được. Thì tôi sẽ nói là Onul momi apaso. Mom apaso. Thái Bình nghe khán su op soyo. Chứ không phải là ốm su op soyo. Đấy. Nhá. Ok, mời bạn Trang. Oh. Trang lấy một ví dụ này Trang. Này, ta mê rừng phi un su op soyo. À, nè, ok. Không thể hút thuốc lá. Ok. À, bạn Ngọc. Cái gì em không làm được? Pan rerun hansu apso. Ok, không thể giặt quần áo. Vì sao? Quê. Em còn đem đi máy giặt. Thế em không thể giặt. Lôi ra. Yeah. Ok. Đấy là cái bài đầu tiên. Phần đầu tiên, phần số 1 như vậy. Chúng ta vào những phần luyện tập ở đây ạ. Yên sức y luyện tập số 1. Ở đây chúng ta có Krimen Pogo. Krimen Pogo là xem bức tranh. Alma chân mà rừng yên kia haseo. Hãy nối từ vựng. Hãy nối câu đúng ạ. Hãy nối cái lời nói phù hợp. Thì ở đây chúng ta có mấy cái chương trình đào tạo như thế này. Chúng ta nhìn cái chúng ta biết rồi đúng không ạ? Đầu tiên ngồi trước cái này, trước màn hình máy tính. Thì đây là cái gì ạ? Computer kiểu dục. Computer kiểu dục. Nè, thứ hai là Kanata, đây rõ ràng tiếng Hàn rồi đúng không ạ? Hangukkeo kiểu dục. Nè, Hangukkeo kiểu dục. Tiếp theo là Anchon kiểu dục, nó ghi cái chữ Anchon kiểu dục ở bên trên. Nha. Tiếp theo là đây, Taekwondo thì viết cắt rồi, Taekwondo. Taekwondo ấy ạ. Tiếp theo đây ạ, chúng ta sử dụng lời su ít tà hoặc ọc tà để chúng ta hoàn thành hội thoại sau. Pin Kane, Mát Nân Pio Nê. Hãy chọn cái biểu hiện đúng vào cái dòng kẻ trống. Pin Kane là dòng kẻ trống này. Poki E Sơ Khôn La. Hãy lựa chọn từ phần Poki này. Sử dụng Han Su ít tà, Han Su ọc tà, lời su ít tà, lời su ọc tà để hoàn thành hội thoại. Hoàn sân Haseo là hãy hoàn thành. Theo hoa là hội thoại. Bây giờ mỗi người làm một câu ạ. Bạn Trang làm câu số 1 này, bạn Hiếu làm câu số 2 và bạn Ngọc làm câu số 3 nhé.
Nào bạn nào làm xong rồi ạ? À? Bạn nào làm xong rồi? Trang xong chưa? Em xong rồi. Trang làm rồi. Đọc phần dịch luôn nhé. Nè. Uri, kimchi chicken, mơ cư rơ, can cáo. Kimchi chicken, nở mù, mê quơ sơ, mơ cư su ập, ập, su ập sơ, un cô kì rơn, ơ téo. Ok. Chúng ta đi để ăn canh kim chi nhé. Ok, dịch cho nó. Vì làm sao? Vì canh kim chi cay. Nên không thể ăn được. Còn thử món thịt nướng này như thế nào? Thử món thịt nướng này thì như thế nào? Ok. Còn bạn Hiếu câu số 2. Computer and peo co sipayo. Chumare cha co kachi. Eko kinlet sente. Kan leo. Kukie sơ. Tôi muốn học máy tính. Tôi muốn học máy tính. Cuối tuần cùng nhau đến trung tâm hỗ trợ người nước ngoài chứ. Ở đó có thể học. Ok, mời Ngọc. Lily Siren Trung Quốc Mountain Su Isio Nè Chờ Nên Yori Ha Nên Cờ Sinh Chốt hà hiểu đi ly chỗ a hiểu không phải chỗ a hiểu chỗ a hiểu đi ly bạn biết làm đồ ăn Trung Quốc chứ? Lily bạn có thể làm đồ ăn Trung Quốc chứ? Vâng Tôi thích việc nấu ăn. Tôi rất thích việc nấu ăn. Tôi rất thích nấu ăn. Đúng rồi, tôi rất thích nấu ăn. Ok. Chúng ta sang phần hội thoại số 2 ạ các bạn ạ. Phần hội thoại số 2 ở đây chúng ta có theo hai ý. Ở đây các bạn nhìn trên cái biển này. Quê quốc Ilyuk Chiwon trên thơ. Ở trang sau ấy ạ. Thế đây có đoạn hội thoại. Tokyo nghĩa là đằng kia ơi đấy nhá. Taekwondo suwon tukko sipunde, tôi muốn tham gia cái lớp học Taekwondo. Nhá, muốn tham gia lớp học Taekwondo. Taekwondo suwon sinjeong hadimyeon. Đây sinjeong hadimyeon, nireumyeon là nếu muốn nhá. Sinjeong hada là đăng ký. Đăng ký cái gì ạ? Lớp học Taekwondo. Nếu muốn đăng ký lớp học Taekwondo
Otoke heya teo. Tôi phải làm như thế nào? Otoke là như thế nào? Heya teo có nghĩa là tôi phải làm. Tôi phải làm như thế nào? Các bạn, câu này chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều đấy ạ. Nhá. Bởi vì thế này ạ. Bởi vì khi mà chúng ta không biết về cái gì đó thì chúng ta hỏi người Hàn Quốc ấy, cái này tôi phải làm như thế nào? Otoke heya teo. Được chưa? Đây là cái gì ạ? Cái việc là đăng ký cái khóa học. Đây là bạn này bạn muốn đăng ký khóa học tiếng Hàn, khóa học là Taekwondo nhá. 저희 센터는 처음이세요? 저희 là từ tôn kính, từ rút gọn, từ khiêm tốn, xin lỗi các bạn. Từ khiêm tốn của từ Uri. Uri là chúng tôi ạ. Trung tâm chúng tôi. Nhưng mà người ta hạ thấp mình xuống. 저희 센터 처음이세요? Là bạn đến lần đầu tiên à? 네, 처음이에요. 처음 là lần đầu tiên. Vâng, lần đầu. Chị cô lại nói, 그러면 nếu vậy, 먼저 là đầu tiên. 이용차 là người sử dụng. 카드 là thẻ. 만들어 드릴게요. Đầu tiên là tôi sẽ làm cho bạn ấy. Làm cái gì ạ? Cái thẻ người sử dụng, tức là thẻ tham gia học ấy, thẻ học ấy. Cư phú ê là sau đó nhá. Sang tam ơn phạc cô, anh nhận được cái tư vấn. Thế con tô kiều yêu cơn xin chân hà xì miên tùm thuyều là bạn có thể đăng ký được rồi. Quê quốc kinh từng nông chứng ơn khả chi cô ổ sơ sơ yếu. Quê quốc kinh từng nông chứng đây là cái chứng minh thư người nước ngoài. Kachigo oda là mang đến, còn kachigo kata là mang đi nhá. Bạn có mang đến cái thẻ chứng minh thư người nước ngoài hay không? D yoki soyo. Vâng, có ở đây ạ. Nhá. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ mỗi người đọc một lượt đấy ạ, xong chúng ta lại đóng vai ạ. Mời bạn Trang đọc một lượt trước nhé, Trang nhé. Nè. 저기요. 태권도 수업은 듣고 싶은데 태권도 수업은 신청하려면 어떻게 해야 돼요? 저희 센터는 처음이세요? 네, 처음이에요. 그러면 처음 먼저 이용사 카드를 만들어 드릴게요. 그 후에 장이 이용자 카드 이용자 카드는 만들어 드린가요? 그 후에 드린게요. 실례해요. 드린게요. 네. 그 후에 상담은 받고 태원도 교육을 신청하시면 돼요. 외국인 등록증을 가지고 오셨어요? 네, 여기 있어요. 네, 오케이. 마이 반 히어와. 기어. 태권도 수업 태권도 수업은 듣고 싶은데 태권도 수업은 신청하려면 어떻게 해야 돼요? 저희 센터는 처음이세요? 네, 처음이에요. 그러면 먼저 이용자 카드를 만들어 드릴게요. 그 후에 상담은 받고 태권도 교육은 신청하시면 돼요. 외국인 등록증은 가지고 오셨어요? 네, 여기 있어요. 네, 뭐 Ngọc ạ, Ngọc ơi.
Chakio Chakio Taekwondo Sua Pun Tit Titko Sipun Sipun Te Taekwondo Sua Pun Sua Pun Xin Chung Ha Ria Mien Ở Tất Kê Hê Gia Tuế Ố Chờ Hi Sên Thơ Nân Chờ Ưm Chờ Mi Seo Nè Chờ Mi Seo Chờ Mi Eo Cơ Miên Mơn Chờ Mơn Chờ Y Dông Y Dông Cha Cát Tư Miên à, Cát Tư Rân Man Tư Rơ Tư Rin Trin kêu Trin kêu Trin kêu Trin kêu Trin kêu Cư Huê Sang Tam Minh Pat Co Taekwondo Kyo Taekwondo Kyo Ju Ju Kinh Xin Trương Ha Si Miên Tuyểu Uê Cúc Kinh Tưng Tưng Rốc Tưng Lốc Tưng Lốc Tưng Lốc Tưng Lốc Trưng Trưng Ưn Ca Chi Cô Ô Sớt Sơ Ô Nè Giờ Kỳ Ít Sơ Ô Ok, bây giờ chúng ta sẽ đóng vai nhé. Thầy giáo sẽ đóng vai là Lý Han đi. Bạn nào là bạn Hiếu đóng vai là Trích Quân nhé. Chukyo, Taekwondo suobun tukko sipunde. Taekwondo suobun sinjeong hadeumyeon eotteokke haeya dae-yo? Jeomi senteoneun jeomi seyo? Em ơi, chờ hi nhé, không phải chờ chơi huê đâu chơi hi chơi hi chơi hi đứng sau chữ hờ đọc là y nhé đọc thành chơi hi chơi hi sentenin chơi mi sao nè chơi mi sao chơi miên mơn chơi y dông cha ca thơn mà thơ thơ rin kêu cứ huê Sang tham mưn phát cô Taekwondo kêu yêu khuyên Xin chẳng hạ xin miên tuệ ổ Ok Về khúc kín Thần lốc Thần ngừng Ca chi cô Ô sớt sở yếu Nê Nhớ kỳ ý sở yếu Bây giờ bạn Hiếu sẽ đóng vai là Lý Han nhá Còn Trang đóng vai là Trích Quân nhá Nè. Chikyo. Taekwondo à, Taekwondo suobun tukko sipunde. Taekwondo suobun sijeong hadeumyeon eotteokke haeya dae-yo? Jeonghae senteoneun jeomi seyo. 예요? 네. 네, 처음이에요. 그러면 점 그러면 점차 이용차 카드를 만들어 드릴게요. 그 후에 상담은 받고 퇴원도 교육을 신청하시면 돼요. 외국인 등록증을 가진 거 없었어요? 네, 여기 있어요. Đấy, bây giờ bạn Trang sẽ đóng vai Lý Han nhé. Ngọc đóng vai là Trích Quân nhé. Chào kêu Taekwondo su open được cô xếp phân tê Taekwondo su open xin chong ha xin chong ha đi men ở tất kê hay ya tuệ ô chờ hi sen thơ nên chờ mi seo chờ chờ y seo
네, 처음 이에요. 그러면 먼저 이종차 가들은 만들어 드린 게요. 그 후에 상담은 받고 대고도 교육은 신청하시면 돼요. 외국인 등록 증은 가지고 오셨어요? 네, 여기 있어요. Okay. Bây giờ chúng ta nghe file video này, nghe của phần hội thoại này. Đề hoa 2. 저기요, 태권도 수업을 듣고 싶은데 태권도 수업을 신청하려면 어떻게 해야 돼요? 저희 센터는 처음이세요? 네, 처음이에요. 그러면 먼저 이용자 카드를 만들어 드릴게요. 그 후에 상담을 받고 태권도 교육을 신청하시면 돼요. 외국인 등록증을 가지고 오셨어요? 네, 여기 있어요. 대화 2. 저기요, 태권도 수업을 듣고 싶은데 태권도 수업을 신청하려면 어떻게 해야 돼요? 저희 센터는 처음이세요? 네, 처음이에요. 그러면 먼저 이용자 카드를 만들어 드릴게요. 그 후에 상담을 받고 태권도 교육을 신청하시면 돼요. 외국인 등록증을 가지고 오셨어요? 네, 여기 있어요. 오케이. Đấy là cái phần hội thoại chúng ta vừa mới học. Tiếp theo chúng ta xem phần từ vựng phần bài này. Đầu tiên là iyong cha là chúng ta là người sử dụng. Iyong là sử dụng, cha là người nhé. Iyong cha người sử dụng. Weibugin thương nông chưng là chứng minh thư người nước ngoài. Nó như cái thẻ căn cước của chúng ta đấy. Và cái trung tâm hỗ trợ người, hỗ trợ nhân lực nước ngoài ấy, thì việc sử dụng các dịch vụ ở đây ấy, thì chúng ta ít nhất là chúng ta phải là người hợp pháp nhé. Chúng ta phải có chứng minh thư hoặc trong cái thời hạn của visa thì chúng ta mới tham gia những cái này được. Còn nếu mà chúng ta bất hợp pháp thì chúng ta vào đây thì chúng ta lại bị trích ngay nhé. Chúng ta không làm vàng đến đây làm gì cả nếu chúng ta bất hợp pháp. Đầu tiên là chúng ta có yeyakata. Yeyakata là hẹn, tức là mình muốn đăng ký cái gì đó thì chúng ta phải hẹn. Sau đó chúng ta nhận tư vấn, sang tam ơn phạt tà, nhận tư vấn. Kêu gân xin cho ngà tà là đăng ký khóa học. Và kêu gân phạt tà, đây là nhận cái chương trình đào tạo, tham gia chương trình đào tạo. Thì ở đây ấy, thường là bất kỳ cái quy trình đào, tham gia đào tạo ở đâu thì nó đều có bốn bước như thế này. Hẹn đã, xong sau đó là nhận tư vấn, sau đó là đăng ký học và cuối cùng là học vậy. Tiếp theo là yong hata là sử dụng. Đó, sử dụng một số cái dịch vụ nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng là yong hata. Còn nếu mà chúng ta sử dụng một số cái đồ vật nào đó thì chúng ta dùng là say yong hata. Nhá. Tiếp theo, heng say cham yo hata. Cham yo đây là tham gia. Đó, tham gia cái lễ hội đó. Tiếp theo, mun hoa chế hơm ơn hata. Mun hoa chế hơm là cái trải nghiệm văn hóa, tham gia cái trải nghiệm văn hóa, ví dụ để kim chi chế hơm, đây là trải nghiệm làm kim chi. Chaun bông sa rưn hata. Chaun bông sa rưn hata đây là việc làm tình nguyện. Chaun bông sa là tình nguyện nhé. Hata là bản thân mình đi làm. Ở bên nước ngoài ấy, thì người ta khi mà người ta về hưu thường người ta
hay đi làm chương trình tình nguyện, ví dụ như là đứng chào rồi hướng dẫn ở những cái bệnh viện chẳng hạn, thì chúng ta người Hàn Quốc người ta hay, những người già già một chút ấy, người ta về hưu rồi người ta hay làm những việc đó. Đầu tiên là chúng ta xem mấy từ vựng như vậy nhá. Còn tiếp theo là chúng ta xem cái cách dùng của cái ngữ pháp động từ đi với ư viêm yên. Động từ. Nếu muốn thực hiện hành động số 2 thì chúng ta cần số 1 thì chúng ta cần phải làm hành động số 2. Đấy, động từ nếu có phụm đáy sẽ đi với, nếu có phụm đáy chúng ta sẽ đi với ư viêm yên, còn nếu mà không có phụm đáy chúng ta sẽ đi với viêm yên. Nếu muốn làm việc gì đó thì chúng ta làm việc V2 này. Nhá. Thì ở đây chúng ta có những cái như sau. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu cái ví dụ ở bên dưới. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu ví dụ bên dưới xong chúng ta làm ví dụ sau. Tokyo, không phải Tokyo, OTSO xin chân hiếu. OTSO là ở đâu này? Xin chân hiếu là đăng ký này. Cái khóa học, cái khóa đào tạo về máy tính thì đăng ký ở đâu? Computer Kyogun xin chân Hà Điềm Yên, nếu muốn đăng ký cái khóa học về máy tính in chân Euro Nerio Gaseo, bạn hãy đi xuống tầng 1. Đấy, nên nếu muốn đăng ký khóa học này thì phải đi xuống, hãy đi xuống tầng 1. Kokieso sang tam ơn Phật Tư Điềm Yên. Phật Tư Điềm Yên, Phật Tư Điềm Yên, nếu muốn nhận. Đây ạ, nếu muốn đăng ký, nếu muốn nhận. Otoke hea peo, tôi phải làm thế nào? Nếu muốn nhận tư vấn, nhá, nếu muốn nhận tư vấn thì tôi phải làm thế nào? Moncho, chân hoa ro, yeyak hea peo. Đầu tiên là các bạn phải gọi điện để đặt lịch hẹn đã, nhá. Tiếp theo, kimchi jjigae-un manteulgo sipeoyo. Tôi muốn làm canh kim chi, tôi muốn làm canh kim chi, kim chi jjigae, kim chi jjigae manteul lyeomyeon, nếu muốn làm canh kim chi, kim chi hago gogi ga pirohaeyo, pirohaeyo là cần, thì cần phải có là cần thịt và kim chi. Đấy, nếu muốn làm kim chi jjigae cần thịt và kim chi. Đấy. Đấy là cái ví dụ nếu muốn làm gì đó. Thì bây giờ chúng ta muốn nói là nếu muốn làm gì đó được không ạ? Nếu muốn uống bia thì nói như nào? Bạn hiểu? Maturin Masi Masiria Mien Maturin sa 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 mekchurun masi diamien, đúng rồi. Thì mekchu chip e kayo, mekchu chip là quán bia, mekchu chip 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 nhà, nhà bia, cái này là quán bia nhé. Hoặc là hopu, hopu là quán nhậu, quán nhậu tiếng Việt là quán nhậu, hopu bia rượu rồi ăn uống, còn mac and cheese là chỉ bán bia thôi. Hopu, hopu quán nhậu. Ok. Thế bạn Trang muốn làm gì Trang? Trang muốn đi Hàn Quốc không? Ủa? Hàn Quốc, Hàn Quốc về. Kha Dia Mien. Kha Dia Mien. Kumbu Heo. Kumbu. Hàn Quốc Kumbu Heo. Hàn Quốc Kumbu Heo. Là được. Hàn Quốc Kumbu Heo.
Ngọc muốn gì Ngọc? Nếu muốn gì đó. Thế để em xin. Đấy Nếu nhá, muốn thầy mù giáo giờ học giải xong thích. bài. Ok. À, thầy Sai. giáo giải thích cái này một chút nhé, Trang nhé. Ví dụ ca điềm nhân. Các bạn khác cũng chú ý vào đây này, ca điềm nhân. Đó là nếu muốn đi đúng không ạ? Nếu muốn đi Hà Nội chẳng hạn cho trên này. Nếu muốn đi. Thì nếu muốn đi thì chúng ta cũng có thể là có một cách nói khác, đó là ca cô ship thư viện Miền. À, đúng không? đúng không? Ca là đi, ca cô ship tà là muốn đi, bởi vì có phụng đáy thì sẽ đi với ư miền là nếu. Các bạn hiểu chưa? Cho nên đây là ca cô ship miền là nếu muốn đi, cho nên chúng ta nói cách nào cũng được, nó đều có nghĩa giống nhau nhé. Nhưng chúng ta thể hiện là cà ri miên thì lại đỉnh hơn. Đấy. Chất hơn tí. Còn ai mà dùng là ca vô ship miên lại quá đẳng cấp. Bởi vì đây là các ngữ pháp là đang lồng vào nhau. Đấy, ư miên này. Cô ship tà này nối với ư miên này. Đấy, lồng hai ngữ pháp vào với nhau là như vậy. Ở đây chỉ dùng một ngữ pháp thôi. Nhá. Chúng ta sang phần luyện tập số 2 này các bạn ơi. Kurime manen pyeonen pokiyeseo kola neuseo. Chúng ta kurime là vào bức tranh, manen pyeon là cái biểu hiện đúng. Pokiyeseo, phần poki dưới này ạ. Kola neuseo hãy cho vào, đúng không? Hãy lựa chọn, kola là lựa chọn này, nốt nốt thà cho vào. Hãy lựa chọn những cái biểu hiện đúng từ phần poki này cho vào bức tranh. Số 1 thì cho vào bức tranh gì ạ? Hensei Chamia Hata. Chamia Số 1 là gì ạ? Các bạn nói lại cho tôi. Hensei Hensei Chamia Hata. Hensei Chamia Hata, đúng rồi. Số 2 ạ. Santamun Bata. Santamun Santamun Bata. Ok, nhận tư vấn. Tiếp theo, số 3. Kyoryuken Shinchan Hata. Đúng rồi, ở trên này nó ghi chữ là xin chân sô đúng không? Cái tờ đăng ký, tờ đơn đăng ký xin chân sô đấy. Cuối cùng là Chaun Mong San Hata. Tiếp theo, chúng ta làm bài số 3 luôn ạ. Chúng ta điền cái nào vào đây ạ? Câu số 1 các bạn điền thế nào? Tự chọn đi ạ. Chọn đi số mấy ạ? Số 2. Hai. Hai đúng không ạ? Taekwondo Điềm miền, ừ điềm miền này. Nếu muốn mà đăng ký khoa học Taekwondo. Rồi. Câu số 3, à, câu số 2 này ạ. Pimi bà với lần bố ca từ đâu cái đó. Cho cái gì vào trong Pimi bà đấy ạ? Cho gì vào Pimi bà đấy ạ? Pimi bà nó món cơm trộn đấy ạ. Thì là số 2 đúng không ạ? Mang tên liên miên đúng không ạ? Hai. Pimi bà với lần mang tên liên miên. 여러 가지 채소하고 밥이 필요해요. 필요해요 cần cần cái gì? Muốn làm nếu mà muốn làm cái bibimbap ấy thì cần cần cái gì ạ? Bạp, hago,채소.채소 là rau ạ nhá. Ai chưa ai không biết thì chúng ta ghi vào.채소 là rau. 여러 가지 là các loại. 여러 가지 채소 là các loại rau. Cần các loại rau và cơm. Cho nên ăn pimi vào thì ăn cơm trộn với rau rồi. Cho nên chúng ta cứ rau xào chúng ta trộn với cơm ấy, thì thành pimi vào. Đây các chương trình đào tạo đây ạ.
Tiếp theo là có một số cái hỗ trợ của các trung tâm trên của các trung tâm hỗ trợ người nước ngoài, cái này chúng ta sang đấy chúng ta tìm hiểu cũng được. Còn trong cái thi người ta cũng chả nhắc đến đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ làm event topic, phần này quan trọng nhất. Học bài hôm nay chúng ta học về cái gì ạ? Các bạn còn nhớ không ạ? Về các chương trình đào tạo của trung tâm hỗ trợ nhân của trung tâm nhân lực của trung tâm hỗ trợ nhân lực nước ngoài đúng không ạ? Thì các chương trình đào tạo đó chúng ta muốn tham gia thì cần phải làm như thế nào? Đầu tiên chúng ta phải gọi điện tư vấn này, gọi điện này xong sau đó nhận tư vấn này, sau đó đăng ký và học này. Thì các chương trình đấy thường là miễn phí các bạn nhé. Cho nên là chúng ta sang đấy cố gắng phải tranh thủ thứ bảy hoặc chủ nhật gì đó chúng ta đi học. Event topic thì phần này nó hơi dài một chút, các bạn chịu khó lắng nghe nhá. Quả EPS topic 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 여기에서 태권도 교육을 받을 수 있어요? 1번 여기에서 태권도 교육을 받을 수 있어요? 2번. 거기에서 어떤 문화 체험을 할 수 있어요? 2번. 거기에서 어떤 문화 체험을 할 수 있어요? 3번. 무료 진료를 받으려면 어떻게 해야 돼요? 3번. 무료 진료를 받으려면 어떻게 해야 돼요? 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨어요? 한국어 교육을 신청하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요. 어떻게 오셨어요? 두 개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨어요? 한국어 교육을 신청하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요. Chúng ta làm luôn phần đọc hiểu bên dưới luôn nhé, trang sau luôn nhé.
Các bạn ơi, làm xong chưa? Mọi người làm xong chưa mọi người ơi? Ê, em xong rồi. Hiếu làm xong rồi chưa? Ngọc xong chưa? Đấy, em một chiếu nó còn câu 5 nữa. Ok, xíu. Học điền xong chưa? Rồi. Ok. 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 Đầu tiên chúng ta sẽ xem phần nghe trước ạ. 30과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 여기에서 태권도 교육을 받을 수 있어요? 그럼 어떤 이마야? 1 Rồi, E1 đúng ạ. Đây, vâng. Hãy điền vào cái phiếu đăng ký này. 2번 거기에서 어떤 문화 체험을 할 수 있어요? Câu 2 đó là ở trung tâm thì có thể tham gia cái trải nghiệm văn hóa, trải nghiệm với văn hóa nào? Thì chúng ta chọn ý mấy ạ? 4 4 đúng. Câu 3. 3번. 무료 진료를 받으려면 어떻게 해야 돼요? Muốn nhận được cái điều trị miễn phí thì tôi phải làm thế nào? Chọn ý mấy ạ? 4 4 thì gọi điện đến cái trung tâm đấy mà hỏi. Đúng không? 4. Câu 4, câu 5 này. Người con trai tại sao đã đi đến cái trung tâm hỗ trợ người hỗ trợ nhân lực nước ngoài? Câu số 5 là người con trai phải làm cái gì? Phải làm gì tiếp theo? Được chưa? Trả lời hai câu này. 한국에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨어요? 아, 네, 이거 몇 개야? 한국어 교육을 신청하려고 하는데
tôi muốn đăng ký khóa học tiếng Hàn thì đương nhiên là bạn ấy muốn vì là muốn học tiếng Hàn Quốc đúng không? Đáp án số 3, câu số 4. 어떻게 해야 돼요? Tôi phải làm như thế nào? Tôi muốn học tiếng Hàn thì tôi phải làm thế nào? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요. Thì đầu tiên là viết cái đơn đăng ký này và chờ một chút, chờ tôi một chút. Được chưa? Thì đây là phải viết đơn đăng ký số 3. Được chưa? Các bạn ghi hết đáp án chưa ạ? Rồi câu phần đọc ạ, có 5 câu. Phần đọc hiểu thì cái số 1 này là computer kêu umida đúng không ạ? Học máy tính. Bức hình số 2 là hengsa chamyo umida. Là tham gia cái buổi tham gia cái lễ hội hengsa. Câu 3, câu 5 ạ. Câu 3 này, daeum ane pane 선명으로 là bằng cái giải thích của bằng cái giải thích ở trên bảng thông báo sau. Mắt chi án nâng cờ sơn cô hãy chọn cái không đúng, nhớ là mắt chi án nâng là chọn cái không đúng các bạn nhé. Bên dưới này cũng là chọn cái không đúng này. Đầu tiên chúng ta xem đáp án này. Kiều Vân thôi là đúng không? Tôi Đó là cô này, thời gian này, cô Duy này. Xe si can tông an, kiểu yêu quân thăm đi đà. Xe si can là gì hai ạ? Xe si bốn can là giờ 3 tiếng đúng không ạ? bốn hai tiếng Đây có 2 tiếng này. rồi Chọn cái này luôn. Không cần làm câu tiếp theo. Bởi vì trong thi EBS nó chỉ có một đáp án thôi, chứ không bao giờ có đáp án giống nhau rồi. Cho nên chúng ta thấy cái này sai cái chúng ta chọn cái này luôn, khỏi cần làm câu sau luôn. Tiếp theo, Việt Nam 사람은 법률 법률 교육은 받으려 받으러 언제 어디로 가야 합니까? Là người Việt Nam muốn học cái chương trình đào tạo về luật pháp, muốn nhận để nhận cái chương trình đào tạo về luật pháp ấy, thì phải đi đến đâu và khi nào? Chúng ta xem trên cái bảng này, người Việt Nam này, đúng không? Phòng 304 này vào 16 giờ này ngày 23 này thì chúng ta tìm người Việt Nam đúng không? Mình chúng ta chỉ tìm 304 4 giờ và ngày 23 thôi ạ. 304 4 giờ ngày 23 đây này. Ý số 2 này. Được chưa? Các bạn chọn được đáp án chưa? Rồi. Câu số 5 này, y quang cô ê, quang cô là quảng cáo. Ở cái quảng cáo này ấy, tê han là về. Ê tê han là về, y quang cô ê tê han là về cái quảng cáo này, sơn miên là giải thích. Mắt al mắt chi ăn cơ sơn cô cũng lại hãy chọn cái không đúng với cái lời giải thích về cái quảng cáo này. Đầu tiên, xin lỗi lên bạc cô thôn nè ya nhận cái trị liệu nhé, nhận cái trị liệu tiền và phải trả tiền. Thì đây là Murio hai Chiêu. mua Đây là nhiều cái này sai luôn. Các bạn khỏi cần chọn hai cái khác nhé. Khỏi cần chọn cái khác luôn. Bởi vì nó chỉ có một câu câu đúng rồi. Nó không có câu thứ hai rồi. Đây là điều chỉnh miễn phí ạ. Nhé. Ok. Thế tổng bài này chúng ta được mấy ạ? Các bạn. chín Trang ạ 9 này. Trang 9 này. Hiếu Hiếu đâu Hiếu mấy? Ngọc được mấy? chín Rồi Ngọc. hai mươi 5 à? Ok. Còn hơn là 5, còn hơn là được dưới 5. Ok các bạn. Hôm nay chúng ta học hết bài 30 và chúng ta hôm sau chúng ta sẽ học sang quyển số 2 đấy ạ. Nhá. Thì đến bài 30 chúng ta hoàn thiện cái phần học đầu tiên. Các bạn lưu ý là chúng ta đã học rất nhiều đấy ạ. Và chủ yếu phần thi, tôi nói thật các bạn nhé, thi nó lại rơi vào cái phần những phần này là chủ yếu đấy ạ. Nhá.
Đến khoảng độ 60% nó sẽ rơi vào cái phần từ bài số 6 đến phần bài 30. Thường bài số 6 nó không rơi vào đâu ạ. Nó từ sau bài số 15 trở đi. Đấy, từ 15 đến bài 30. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta có thời gian chúng ta xem lại cái nội dung. Hôm sau chúng ta lại tiếp tục bài số 31. Ok, hôm nay chúng ta học đến đây ạ. Vâng, chào các bạn nhé. Yeah. Đấy. Yeah, okay. Yeah. Đấy, yon simi kumbu haseyo.